Xin chào bà con, thì hôm nay mình sẽ làm cái clip về hướng dẫn cho bà con kỹ thuật tỉa lá cho cây chanh dây. Thì với cái chanh dây từ 4 đến 5 tháng tuổi á, như ở vườn mình đây thì cái việc tỉa lá nó rất mang lại hiệu quả. Như bà con biết nè, chanh nó thường thường nó ra bông á, ở những cái chồi non, cái đọt non á thì nó mới ra bông thôi. Còn những cái chồi mà nó già quá thì nó sẽ không có lượng bông ra, sẽ không bằng những cái đọt non. Nên cái vườn chanh này thì quay cái clip cho bà con xem á, thì mình đang tỉa những cái lá già, những cái cành mà nó già quá mình tỉa bỏ hết. Chứ lá mà xâm xê nhiều quá thì chanh dây nó cũng sẽ không ra bông và nó sẽ mất sức đi. Thì tùy theo mỗi cái quan điểm của mỗi người mà có cái cách chăm sóc cái chanh dây riêng. Thì đây riêng kinh nghiệm của mình á, thì mình sẽ tỉa đi những cái lá mà già, những cái đọt chồi mà nó già quá rồi á, thì mình tỉa bớt đi để cho cây nó thông thoáng mà nó có sức để nó ra bông và nó nứt ra những cái chồi non, những cái đọt á. Và bà con cứ để ý đi, những cái đọt nó sẽ ra bông qua đó thôi, còn ở trong nó không ra bông, nó để chanh dây chỉ ra những cái đọt thôi. Nên qua clip này thì bà con cứ tham khảo về cái quy trình chăm sóc và tỉa cành của mình về cái cây chanh dây. Còn cái chanh dây mình đang làm thì hiện tại nó đang bị bệnh tốt quả, nên tầm khoảng 2 đến 3 ngày nữa thì mình sẽ làm cái clip xử lý về cái bệnh tốt quả trên cái cây chanh dây. Thì bà con nên đăng ký kênh để xem cái video, vào 2 ngày nữa mình sẽ quay cái video về cách phun thuốc, xử lý cái loại thuốc nào cho cái bệnh tốt quả trên cái cây chanh dây. Thì bà con cứ nhìn xem mà, những cái lá đó mình tỉa hết, mình không có để những lá già là tỉa hết, tỉa cho thông thoáng cái dàn chanh đi. Chanh đây thì do mình dính cái đợt mưa á, nên nó cũng bị bệnh, nên giờ mình đang xử lý cái thuốc. Thì mới phun có 2 ngày mình thấy cái lượng quả nó cũng có giảm đi, nó không bị tốt nữa, chỉ bị có một dây thôi, còn lại là những cái dây kia thì trái rất là đẹp bờ đều. Thì từ cái clip này bà con cứ xem hết cái clip thì thấy mình làm hết cái vườn chanh như thế nào. Đây chanh 4 tháng tuổi mình trồng tại vườn nhỏ thôi, chứ không phải là vườn lớn gì, trồng đây được có mấy mét vuông thôi. Còn những cái vườn lớn của mình thì hôm nào có dịp thì mình sẽ quay cho bà con xem. Và những cái vườn lớn là kỹ thuật chăm sóc nhưng mà chung hết, thì vì thời gian không có nên mình chỉ quay những clip ngắn cho bà con xem. Nên rất mong bà con ủng hộ và tham khảo về kỹ thuật chăm sóc của mình. Thì qua đây thì bà con cứ tham khảo về cái cách tỉa lá của mình sẽ tỉa hết cái vườn chanh đây, những cái lá già bà con cứ xem. Còn đây nó ra bông toàn ở những cái đồi, cái đọt non hết á, ở trong thân không nhiều ra, chanh nó đập khỏe, những lá dễ kia ra lắm. Bốn tháng thì cũng cho trái bói rồi, các bạn xem nè, trái 4 tháng rất là nhiều, nó đang tiến hành bò. Có những cái lá già mà các bạn thấy mình tỉa không? Mình tỉa ra cho nó thoáng. Nó thoáng thì tầm khoảng cỡ 2 tuần đến 3 tuần á, và mình sẽ quay lại cái vườn chanh cho bạn xem. Thì thấy cái lượng bông nó sẽ bốc ra rất là nhanh ở những cái đọt cây á. Thì mùa nắng thì bà con cũng thường xuyên tưới nước xíu, cho chanh nó hay thiếu nước mà, nó dễ bò mà, nó rất cần nước nên thường xuyên tưới một chút thì nó sẽ phát triển nhanh hơn. Những cái dây là già đó bà con cũng cắt bỏ luôn, không quan trọng đâu, nó sẽ ra những cái đồi non đó, nó sẽ ra bông nhanh hơn. Còn già thì mất sức nó không ra, bà con cứ để ý ra vườn xem như vậy, thấy cái những cái đọt già nó không có ra bông đâu, đa số là đọt non thôi, những là cỗi quá cắt luôn.
Thank you.